Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm qua trên quốc lộ 1A, đoạn huyện Châu Thành, Tiền Giang, làm 5 người đi trên 3 xe máy thương vong. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ hôm 22 tháng 5, nhiều người dân đang sống ven quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, bất ngờ nghe tiếng va chạm và tiếng phương tiện cày lê dưới đường. Lúc này, nhiều người ra xem thì phát hiện 5 người đàn ông đang nằm nhiều nơi trên đường, bên cạnh các nạn nhân là 3 xe máy. Ngoài ra, cách đó không xa có xe ô tô tải cũng dừng lại trên đường. Sau tai nạn, một người tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Qua trích xuất camera tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong khi xe tải vừa lưu thông song song cùng chiều qua 3 xe máy, thì các phương tiện cùng nạn nhân bất ngờ té ngã và văng nhiều nơi.